Đợt sinh nhật má quên con luôn. Sinh nhật đó. Sinh nhật má 2018 đó. Tết 2018. Năm đó đó, năm mà cô Chỉ bỏ cái năm ngoái là không làm thôi. thì năm ngoái đó, 2018. Mười mấy năm luôn. 2018. Con Nay phải thì tuổi ta hơn mấy ta? 21. 20 năm, làm sinh nhật cho nó 20 năm. Làm sinh nhật 20 năm biết nhiêu tiền của người ta chổng rồi. Con nhớ nhất là nhưng mà đợt mà sinh nhật mà có mấy tầng bánh kem cô ba hắt hắt Nhớ hai hồi hai đó bên lúc đó đây nè, con còn nhỏ xíu, lúc đó con còn nhỏ xíu à. nhưng mà còn ấn tượng. Tượng gì cái đó con thấy hình thôi á. Không, còn ấn tượng cái còn khúc nữa, cái khúc bị rụng răng nữa mẹ nhổ răng. Mẹ đang đút cơm vậy cái mẹ nhổ răng. Tết này có quay phim lại không cô ba? Sống kêu chị hai quay gửi qua cho con coi. Vậy có gì đâu quái. Coi bậy nữa. Có từng hình là má giờ má bắt nhạc y đùng rồi ha. Không có thì thần cũng bắt nhạc được kìa, ngày hôm qua chú Bảy về cũng bắt sùm đó. Từng hình thư luôn này hả? Không sao không kêu người ta sửa. Kêu chút ta lại. Sửa rồi ăn Tết đồ, khai trương đồ. Cô ba về thấy hiếu hiếu gì không? Cô ba Tết này về thấy hiếu hiếu gì không? Không có hả? Hiếu hiếu con ấy chứ hiếu ai? Thiếu mất nửa gia tài. Giờ uống nghe mùi vị luôn nè. Biết mùi luôn, ăn uống giờ ăn uống nghe được mùi. Mấy ngày ngày trước ăn uống nghe đắng nhát à. Không có ăn gì được. Mới ăn chả giò với bún. Với bì. Trời, mới vừa hết bệnh mà ăn ba cái bún lâu khó tiêu lắm đó nghe. Mới hết bệnh nè, ăn bún khó tiêu nè. Bàn thờ chưng xong hết chưa cô ba? Trời. Bữa làm mấy đòn bánh tét cô ba? Vài bữa mới ra gói. Chưa gói. Vậy mà cô ba ra có rồi.
Bà ngoại mới đi chợ về xong luôn á. Mới về luôn. Sao biết? Hay nói điện. Giờ mới đi chợ bông. Bà ngoại mua một gừng bông ở dưới á. Bông năm nay rẻ. Rẻ. Tưởng nước mặn rồi nó ấy. Ai rồi nó rẻ ghê à. Kim mới bắt cái lò á nghe Kim ơi, kêu chú Bảy bắt cái đó đó. má má đâu rồi cô ba Má lại sao rồi? mốt con đặt cái lò cái cô ba gửi qua cho con nha. Gửi bà ngoại đem qua cho con nha. Cái gì? Cái lo Cái lo là sao? Là giống sao? vậy á. Giống cái cục. À, Giống vậy đó. cái tròn tròn đó hả? Dạ. Để bà ngoại mới chửi mẹ con. Mốt có ai xuống xuống ăn Tết không? Má nấu nước hả cô ba? Xong cô ba không làm cà phê uống đi cho nó tỉnh táo rồi. Sướng ha. Đại gia về có khác. Gì đại gia? Có oxy dâng tới miệng luôn. Có oxy dâng tới miệng luôn. Tết của ba có mua trái cây gì không? Không. Tết mà cái cây chị. Chưng á. Hôm qua má đi chợ mua đồ đó, đồ chưng đó. Chỗ đó bán bông quá trời luôn. Má có mua Mua về chưng đó. Với gọc rừng. Gọc vừng gì đó. Má đâu rồi cô ba? Cho con nói chuyện chút vui. Cô ba làm biến. đĩa lẹ đi, đĩa lẹ đi, nói chuyện với con kìa, nó đòi má
Làm cà phê cho đại gia uống á hả? Sướng ta. Sao không thấy mặt má? Má xích quà thấy á. Gì vậy? Đẹp ta. Bận áo mới hay gì vậy? Bận áo mới hay gì vậy? Sao con không thấy má mặt? Sao con không thấy má mặt? Hiếu gì cô, hiếu gì má, hiếu gì hồi nãy em má nói với cô ba hiếu gì, đâu có kiếm gì, hiếu cái gì, hấp cái gì mà nó hiếu. Chưa? Có thấy đâu hấp dẫn. Giờ má sướng nha. Làm như ở bên đây không có cà phê uống hả? G7 cà phê phố, cà phê phố đen. Cà phê Trung Nguyên. Ở bên đây là một gần 200.000 một ly cà phê Starbucks. Uống tuyệt vời luôn. Mà không có tiền uống. Ở đây không có, ở đây không có đồng bạc nữa. Không có đồng bạc. Nước ép. Cô ba kỳ quá.
Cô ba làm gì vậy? Bắt đèn lên mày. Bôi. Tiền đâu sợ. Kêu bình ga đi để hồi người ta mua đồ về nấu nướng không có miếng ga. Cười cười đã luôn. Mình tới hắn còn nói nè, nè nha. Tháng tư của ba về cái hết ga nữa nè. Đám giỗ. Đám giỗ bà nội. Đám giỗ mẹ mà mẹ mình mà cũng quên nữa. Đám giỗ mẹ mình cũng quên nữa. Tháng 8. Út tháng 9. Ông ngoại tháng 6. Không, không có. Mốt ông sáu cúng, cúng trai. Không, ở đây đâu có hợ. Chỉ có tấm hình nhỏ nhỏ để nhớ vậy thôi chứ không có hờ. Hình nhỏ nhỏ để hình nhỏ nhỏ vậy thôi chứ để nhớ thôi chứ không có hờ. Con ông Út, ông Sáu, mợ mợ hai, con
Nay làm món gì ăn nữa vậy cô bà? Ở bển còn lạnh không má? Má, ở bển còn lạnh không? Ở bển còn lạnh không? Sáng còn lạnh không? Ấm ấm rồi hả? Ấm ấm rồi hả? Ở bển 8 giờ phải không? Má làm cà phê cho cô ba uống hả? Sao má không làm cho cô ba luôn? Má kỳ ghê luôn á. Làm cho mình uống không à, không làm cho người khác uống. Làm như ở bên đây không có. Có sữa đặc luôn á, ở bên này có sữa đặc luôn. Cho má uống be be béo phì chơi, cho má uống béo phì chơi, má mà béo phì cũng mới sợ. Điện điện biết nói gì gì đâu. Điện đâu biết nói gì đâu.
Sai gì cô ba? Này các bạn nước ta có gì không? Có bánh tái mứt chưa? Tết mà ăn me. Tết mà ăn me chua nguyên năm luôn. Biết. Sao ít vậy? Sao? Tết mà chế đầu. Chế đầu nguyên năm rụng tóc luôn. Đem mất kiến mới ghê. Cô ba đỡ như con nè. Con thấy má ở nhà không có chạy đâu đâu, lâu lâu chích thuốc heo rồi xong. Sao đi được mà đi. Đi qua, đi ra ngoài rồi đâu có cục wifi đâu mà ấy, đâu có wifi đâu, đừng nói đem heo nha, đừng nói đem cục wifi heo. Về tới sự riêng ăn rồi.